Xin chào tất cả các quý vị, các bác, các anh chị em trên mạng cộng đồng xã hội, trên diễn đàn YouTube. Thì hôm nay trại chim Vũ Văn Thao, có biệt danh là Thao Chim Cú Gáy, xin ra một cái website của trại chim. Thì xin giới thiệu với tất cả các ông, các bác, các anh chị em, và đặc biệt là những bạn chơi chim cú gáy. Kính chúc quý khách một ngày làm việc thật vui vẻ, thành công, và cảm ơn quý khách đã thăm cái website của chúng tôi. Thì cái website của chúng tôi là có biệt danh là Thao Cú Gáy Hay, mình tên là Thao, và có một số tổng đài là 0163 5305 982 và số tiếp theo là 0167 589 7487, với cái địa chỉ là xóm trại thú Đa Điểu thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì cái thế mạnh của bên mình là những con chim cu mồi và những con chim bố mẹ sinh sản, và những cặp chim non có bố mẹ anh chị giọng rất hay. Thì ngoài ra thì các bạn có thể biết đến một số những các lĩnh vực khác ở trên website cũng như các file video ở trên YouTube. Nhưng về chủ điểm thì mình có một số những cái sản phẩm như sau. Cái sản phẩm nổi trội của mình bây giờ là giống chim non, chim khách, chim mồi, và đặc biệt là phụ kiện là những cái lồng chim, trong đó là những cái lồng chim đa đa, những cái lồng có dáng dấp rất là đẹp. Ví dụ trên màn hình là những cái lồng dáng dấp là quả đào cắt đít hoặc là quả bầu hồ đô. Đấy, hai cái là quả bầu hồ đô. Thì cái hệ thống của trại chim của mình thì được phân phối giống chim đi trên khắp toàn quốc, đặc biệt là miền Nam, miền Tây. Thì về ví dụ như đây là Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Phan Giang, Phan Thiết, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Rất nhiều hệ thống nhà xe họ quen thuộc với cái tên tuổi là Thao Chim Cú Gáy chuyển Bắc Nam. Mình có cách sẽ chuyển chim là rất an toàn và khỏe mạnh cho các bạn. Để diễn thuyết về cái định vị bản đồ của cái trại chim của mình thì các bạn nhìn trên tổng thể màn hình, đấy là cái vành màu đỏ, đấy là thuộc địa phận xã Vân Hòa, cái nơi thuộc địa phận của Ba Vì, ngoại thành Hà Nội, một trong nơi vùng trung du miền núi, rất nhiều đồi, rất nhiều cây và thiên nhiên rất là ưu đãi, quỹ đất rất là rộng. Thì các bạn đi có hướng thứ nhất là các bạn đi từ trung tâm Hà Nội, khu Yên Hòa, Trung Hòa, khu trung tâm hội nghị quốc gia, các bạn đi vào đại lộ Thăng Long, đi thẳng 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 đại lộ Thăng Long và đi đến khu gì Đại học Quốc gia Hà Nội, đi khu công nghệ cao Hòa Lạc, đúng không? Các bạn đi vào hết trên đại lộ Thăng Long thì mất khoảng 40 cây và đến lên một cầu vượt gọi là cầu vượt Xuân Mai Hòa Bình. Thì nếu như các bạn lên cầu vượt, các bạn đi thẳng 16 cây nữa là đến mình. Còn nếu mà cách 16 cây đó mà các bạn rẽ phải thì về hướng Sơn Tây, bệnh viện 105. Các bạn rẽ trái thì về Hòa Bình, Miếu Môn. Thì các bạn đi đến cuối đại lộ Thăng Long khoảng 16 cây là đường nó sẽ hẹp lại. Thì các bạn sẽ đi đến khu địa phận xã Vân Hòa, đi qua một cái vườn ươm, và đặc biệt có một cái mốc là trạm nghiên cứu Đa Điểu, có cái biển là trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, là cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Đó là duy nhất ở ngoài miền Bắc là giới thiệu về con Đa Điểu. Qua cái cổng trại Đa Điểu đấy khoảng 20 mét thì các bạn rẽ phải vào 300 m qua một cái trại 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 gà đó, thì là khoảng 300 m thì đến cái vườn chim của Vũ Văn Thao. Đó là vườn chim của cá nhân mình cũng gắn bó với con chim này rất là lâu rồi, rất là yêu thích và có rất nhiều những cái kỷ niệm cũng như với lượng fan cũng như khách hàng. Một năm mình cung cấp ra thị trường về cái những lượng chim chim giống chim sinh sản ấy, những cái đôi chim non có 10 ngày, 15 ngày còn đang bón hoặc là mới biết mổ, mình bón ở nhà biết mổ sau đó là giao cho các bạn. Thì cái thế mạnh của bên mình là cái chim 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 giống, chim bố mẹ sinh sản, với cái giá thành thì cũng rất là vừa túi tiền cho quý vị bà con và các bạn có thể chơi chim. Thì ngoài ra thì các bạn có thể vào cái kênh YouTube của mình. Trên cái YouTube thì các bạn có thể gõ cái cụm từ tìm kiếm, ví dụ như các bạn gõ tên mình,
không giấu là Vũ Văn Thao, thì và nó sẽ lên cái biểu tượng đầu tiên là cái biểu tượng con chim cu gáy có chữ đăng ký bằng vàng, mà các bạn vào cái kênh của mình. Trên cái kênh của mình thì cũng có đến với cái kênh của mình thì cũng có khá nhiều những cái cụm từ tìm kiếm. Các bạn có thể là tìm bằng cái chim cu gáy hay, hoặc là số điện thoại của mình, hoặc là những cái clip về chim cu gáy của mình trên 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 cái kênh YouTube là rất nhiều. Mình rất là chịu khó đăng để chia sẻ với tất cả các bác. Thì ví dụ như các bạn có cụm từ chim cu gáy non đấy, thì các bạn có thể thấy là từ đầu chí cuối là có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là thuộc về cái chim cu gáy hay 0163 đó, là của mình đó. Đó, các bạn cứ nhìn thấy cái người đăng là chim cu gáy hay 0163 là của mình. Tất cả những cái clip đó mình hướng dẫn rất là chi tiết từ cái kinh nghiệm nuôi chim non, cũng như là cái công thức để tạo ra một cặp chim non, hay là cách nuôi và không gian chuồng đẻ, hay là một số những cái dấu hiệu như dấu những cái nhận biết về trống mái, hay là những cái bệnh căn bản của con chim, đặc biệt là những kinh nghiệm huấn luyện chim, và một số những cái sản phẩm như máy ấp trứng, hay là các bạn mua trứng thì mình có thể là bán cho các bạn 2 quả, các bạn về tự ấp. Ngoài ra thì các bạn có thể vào kênh của mình để trao đổi cái con Dada. Con Dada là một cái giống chim rất là mình nuôi sinh sản cái giống chim Dada và giống chim cu gáy. Một phần là cũng thấy là đây là những cái loại chim nó rất là thân thiện, rất là đáng yêu, và cái thức ăn của chúng là chủ yếu là ngũ cốc, lúa, một chút cám cỏ ha. Và chúng rất là thân thiện, có tiếng ca, tiếng gáy, tiếng hót, và cái màu lông rất là gì hấp dẫn. Đó là cái thú chơi chim. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái cặp chim bố mẹ của mình hạ thổ, chúng ăn uống ở trên mặt đất và những cái khóm bụi bờ trên nền đất như thế là rất là đáng yêu và rất là thơ mộng, rất là chim, đúng không ạ? Thế thì các bạn có thể là search nhanh nhất là cái chim cu gáy sinh sản, hoặc là chim cu non, hoặc là có những cái chủ đề khác. Nhưng mà có một cái điều là các bạn có thể gõ cả thẳng là cái số điện thoại của mình vào là 0163 5305982 trên YouTube, thì nó sẽ ra là gì toàn bộ những cái video và những cái biểu tượng, những logo và những cái sản phẩm ở quê hương Ba Vì mình, ví dụ như là cây chanh 4 mùa, hay là những cái lồng chim trần, hay là những cái lồng chim đa đa. Có tất cả những cái sản phẩm nó đi theo cái thú chơi như vậy, mình đã đăng lên cái kênh cá nhân của mình như vậy để mong cũng là chia sẻ với tất cả các bạn, cũng như là cái công việc thường ngày, để mình có được những cái thu nhập nhất định, để còn có quỹ để mà mua thóc chữa bệnh, rồi xây dựng chuồng trại và thuê mướn công nhân. Mà bản thân mình cũng rất rất tích cực là lao động hăng say để đóng góp vào cho cái diễn đàn trên cu gáy, có những cái giống chim, có những con chim nó mang tính chất là giải trí rất là cao. Ngoài ra này, các bạn có thể vào cái Zalo, các bạn gõ cái 0163 5305982 thì nó sẽ lên cái biểu tượng mình đang ngồi và con tim chim thân thiện của mình đang bỗng trên tay, đó là chim chim cu gáy. Thì kính thưa các bạn, là đó là cái trang web của mình. Đó, thì là cái trang web cá nhân của mình, thì qua một số người ý kiến thì tới đây mình cũng đã có những cái con dấu để niêm phong những cái con chim, hộp chim của mình để chuyển trên đường, để tránh thất thoát và trao đổi mất mát, tạo niềm tin cho những cái fan cũng như khách hàng của mình. Một lần nữa, 0163 5305982, 0989 177982, 0167 589 7487. Xin hẹn chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đó, và đôi cặp chim này rất là tình cảm. Đó, đây là con chim mình nuôi bộ và đánh dấu là thắt chân từ cái lúc còn sơ khai. Và đây là cái chuồng chim của mình làm cái mô hình chim mà bán hoang dã. Đấy là con chim bố mẹ. Con chim bố mẹ rất là đẹp, đuôi dài, vót cong.
Ở đây là những cái con chim mà đang được tách ra để học mổ. Ở đây là những chú đà điểu giống, do anh em cung cấp giống đà điểu. Cái con chim hồng này thì ưu điểm của nó là màu lông lạ. Tiếp theo là cái lồng này là cái mẫu lồng đa đa hình quả bầu. Ở đây là con chim này là chim trần, mình nuôi thả rông, nó đang bậu dần. Đây là một anh thanh niên đi từ Thanh Hóa ra mua cái đôi chim giống. Và những cái hình ảnh về những con chim cu gáy non đó, rồi những cái lồng theo mẫu trái chám cắt đít, hay là đây là những cái đôi chim mà mình mang ra mình bón bộ, chúng bộ đấy. Đây là con chim mồi đất kiêm mồi cây, mình thả trần rất là đẹp. Cái mẫu lồng này là mẫu lồng cửa rơi dành cho chim cu gáy. Các bạn cần thì liên hệ, bên mình sẽ giao hàng qua hệ thống Viettel. Đó, 01635305982. Những cái mẫu lồng như này thì thực ra là hiện giờ là bán rất chạy. Các bạn nhận qua hệ thống Viettel và các bạn trả cước riêng cho Viettel. Thì cái đặc biệt là thế mạnh của bên mình là chim cu khách và chim cu mồi. Mình cũng phát triển cũng song hành là những cái lồng đa đa, những con chim đa đa. Đó. Thì đây là những con chim giống rất là chuẩn, chân đỏ. Ở đây là chim cu xanh, mỏ hồng, chân tím. Đó. Còn đây là những con chim non. Đó, con mình bón bộ nuôi bộ. Đó, mồm nó vẫn còn dính cám. Đấy. Thì các bạn mua chim này bón về thì nó rất là thuần. Đó, mình đánh dấu đôi nào đi đôi đấy hết rồi, không nhầm lẫn được. Đấy, còn một số các hội ở ngoài này, hội đánh chim bẫy chim rất là nhiều. Đó, thì các bạn có thể vào cái YouTube của mình để xem dõi cái ở đây là cái hình ảnh của bản thân về thao chim cu gáy. À, dưới đây là những cái con chim Nhật Pháp họ mình nuôi hậu bị. Đấy, một cặp chim hồng và chim ta ghép lai với nhau từ nhỏ. À, đây là con chim là đang được huấn luyện trở thành chim trần. Đó. Thì cái mô hình trên màn hình các bạn là cái trại chim của mình. Đó. Và những con chim này là nó nuôi hậu bị, khi nào trưởng thành mình sẽ ghép đôi và cho thành vú nuôi. Đó. Rất là đẹp, rất là đông, và nuôi theo cái phong cách là bán hoang dã. Và những chú đà điểu con ở đây mình kết hợp với anh em là bán ra thị trường rất là ngộ nghĩnh. Đó. Và đây là những cái thế hệ chim non xuống ổ mang ra để nuôi bộ. Thì cái giá thì là niêm yết 500 loại đang bón, 600 loại biết mổ rồi. Với những cái cô đôi chim như thế này rất là đẹp. Đó, đây là cái mẫu lồng rất là đẹp, mẫu lồng đấy, có chim bố mẹ, hình ảnh nuôi như một ruộng mạ hoang dã. Ngoài ra là cái sản phẩm máy ấp trứng mình tự chế, các bạn thích thì mình cũng chuyển cho các bạn. Đó. Nó có hướng dẫn sử dụng và các bạn về chỉ có gì cắm điện và đưa trứng vào là xong. À, cái cậu thanh niên này đang tham quan cái mô hình của mình. Đấy, rồi những cái loại lồng được thừa đặt theo cái dáng dấp bầu tròn méo, hơi méo, rất là đẹp. Mẫu lồng này hiện giờ bán rất là chạy, anh em đặt 700.000, đó là những cái phiếu được gắn vào đấy. Hệ thống Viettel sẽ giao cho các bạn và các bạn thanh toán tiền cho mình là 700, còn tiền cước thì mất vài chục, xa nhất thì 7-80. Còn những cái con đà điểu thì thực ra nó thay thế những con lợn, con gà thời buổi này. Thì mình cũng muốn phân phối kết hợp với một số anh em ở trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương phân phối. Ở trên đây là hệ thống Viettel đến để lấy chim, lấy lồng để đi giao ship hàng toàn quốc. Đấy, cước các bạn trả riêng. Giống chim này là giống chim chim xanh, mỏ hồng, chân tím. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.